đội ong bắt bướm bên góc cạnh cầu ao, tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ. Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên, sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình. Lời ru bên nước ai hát điệu hò khoan, tình ơi dở dàng như lỡ một cung đàn. Ôi chuyện xưa qua rồi, chuyện xưa qua rồi, còn nên trong giờ cũng thế thôi, mình ta lẽ nói duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người, tìm quên để vui. Người ơi người ơi, ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi, đừng nhắc làm chi đâu nhói tim một người, đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. Quý vị vừa mới được thưởng thức chất âm của cái bộ dàn Onkyo V5 nhé. Đây là một trong những cái bộ dàn rất là thành công của Onkyo đấy. Và được bán rất là nhiều. Bởi vì sao? Đây này, nó có một cái chức năng ở đây mà có rất nhiều dàn không có, đây là nút tông này. Nút tông này giúp chúng ta là chỉnh được bát tép trực tiếp ở trên mặt máy luôn mà không phải thông qua điều khiển nữa. Chính vì thế mà nó được rất là ưa chuộng. Và để kỷ niệm sự thành công của cái con V5 này thì nó sẽ có một cái phiên bản đặc biệt hơn, mà không sử dụng loa V5 mà sử dụng loa là dòng 02X, giống như cái con V7 lần trước bên em có về một phiên bản đặc biệt như vậy. Loa V7, loa 062A đấy, thì đây là một dòng V5 phiên bản loa nâng cấp là 02X nha. Đấy, sử dụng cho con V5 này để chúng ta cho cái tiếng chất âm nó hay hơn. Cái thứ hai là thiết kế nó đẹp mắt hơn. Đấy, thay vì là con V5 với cái thiết kế là mặt ốp nhựa thì con 02X này được thay thế hoàn toàn bằng mặt nhựa, bằng cái mặt gỗ như này. Thì quý vị thấy nhìn nó sang hơn hẳn nhá. Đấy, chính vì thế mà nó nhìn chất hơn và nó cũng hay hơn. Vâng, đấy. Đấy, quý vị thấy không ạ, hay hơn rất là nhiều. Vâng, nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều nhá. Vâng, đấy, có giống như là các hãng lớn như là Denon, Onkyo thì nó sẽ đều có những cái phiên bản NTD này, những phiên bản loa đặc biệt này để kỷ niệm những cái sự thành công của những cái sản phẩm của chúng nó. Thì ví dụ như con M38 thì chúng ta sẽ có phiên bản loa không phải là loa M38 nữa mà loa 102 hay gì đấy, em không nhớ chính xác lắm, lần trước bên em có về là một bộ đấy. Thì đấy là những cái sản phẩm mà nó đặc biệt nhá, thì nó sẽ có những cái sản phẩm thành công thì nó sẽ có những phiên bản đặc biệt như vậy đấy. Thì quý vị có thể nên tìm hiểu trên các cái diễn đàn của bên Nhật này, để chúng ta xem audio database gì đấy. Này, cái đấy trên đấy nó có một cái, có thể dùng Google dịch thử nhé. Đấy, cái này cũng lâu rồi, em cũng đọc được khá lâu rồi. Đấy, các em chia sẻ lại thôi. Đấy nhá. Thì con V5 này như quý vị biết đấy là nó có chỉnh bát tép trên mặt máy này, nên nó rất là thành công. Và với phiên bản loa này thì nó lại càng rực rỡ hơn nữa, vì nó hay hơn. Đấy, đẹp hơn. Đấy, quý vị thấy không ạ? Nó rất đẹp nha. Màu nâu gỗ nhìn rất đẹp. Đấy. Đấy. Đây. Đây nha. Đấy, loa đẹp luôn này. Ê căng ấy kiếc như cái vị vừa thấy là nó còn nguyên vẹn nhá. Vâng.
Đấy. Dàn về cũng còn rất ok luôn, quý vị xem. Đấy, rất là đẹp nhé. Hàng bãi như thế này nó rất là tuyệt vời rồi. Quý vị xem này, còn rất là mới. Đấy, vỏ viết của nó. Đấy. Còn rất là mới nha. Về năm công suất 52W, điện áp 100V, made in Japan. Đấy. Con này thì nó đầy đủ các đường vào cho điện thoại này, như quý vị vừa thấy em cắm điện thoại em phát nhạc. Và có cả đường vào quang để cho chúng ta là cắm từ tivi smart xuống đây nhé. Tivi smart xuống để chúng ta là phát là nhạc từ trên YouTube của trên các tivi smart xuống. Và đây là những các cái chức năng mà bây giờ đã và đang có rất nhiều vị khách hàng cần cái chức năng này. Đấy. Vì là cái nhạc mạng bây giờ thì hầu hết là tivi đời mới nó đều sử dụng là cổng quang. Đấy. Nên là cái này là không thể thiếu. Đây, quý vị ấn nút ở dưới được cùng mà nhé, và chuyển sang digital, đấy là sẽ được. Vâng. Còn về CD thì nó vẫn chạy ok luôn. Này, em sẽ test luôn cho quý vị CD luôn nhé. Đấy. Xem nào. Đây, em có một cái đĩa tự ghi đây. Đấy, em sẽ thử xem như nào nhé. Đấy, cái đĩa này cũng khá cũ xước rồi. Đấy. Đấy, bấm play CD. Đấy. CD đọc đây. Đấy nhá. Nhìn đi rất nhanh. Nhá, là CD vẫn chạy bình thường nha quý vị. Vâng, thì con này với phiên bản đặc biệt này thì giá của nó sẽ là 2.890.000 nhá. Nhưng mà tuy nhiên thì thôi, em sẽ bên này lần này em lấy được một giá nó tốt hơn thì em sẽ để cho quý vị giá như phiên bản loa V5 nhá. Đấy. Giá của nó thì là 2.450.000. Đấy, quý vị nào ai có nhu cầu mua liên hệ ngay cho bên em nhá. Bộ này duy nhất chỉ có một bộ này. Loa phiên bản không ai nên chỉ có duy nhất một bộ này. Quý vị ai không nhanh tay sẽ mất ngay nhá. Vâng. Em xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video theo dõi bên em. Địa chỉ cửa hàng bên em là 59 Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, số điện thoại liên hệ 0966 594581. Em xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video theo dõi bên em.